Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giúp mọi người lựa chọn Galaxy S7 và S7 Edge. Rất nhiều người đang hỏi mình là nên mua chiếc máy nào. Và về mức giá thì các bạn sẽ tham khảo tại website XT Mobile thì có cả bản chính hãng cũng như bản Hàn. Thì rõ ràng là S7 Edge mức giá chênh khá rõ vài củ so với Galaxy S7. Tuy nhiên nếu mà để hỏi mình, tùy theo vào nhu cầu khác nhau, mình sẽ lựa chọn Galaxy S7 là ưu thế đầu tiên. Có hai lý do làm cho mình muốn mua chiếc Galaxy S7 này hơn so với S7 Edge. Nó rất gọn, cầm trong tay, muốn nghe điện thoại lôi ra nghe tiện hơn hẳn so với chiếc S7 Edge này. S7 năm nay đã cải thiện nhiều, nhưng nếu mà nói về cảm giác cầm nắm thì không bao giờ nó được tốt như S7. S7 như kiểu cảm giác sắp rơi ra khỏi tay với những cái phần phía sau và phần bên cạnh viền này, nó vẫn làm khá cấn. Còn Galaxy S7 do mặt lưng làm cong rất nhiều nên là cầm trong tay vô cùng dễ chịu, và màn hình kích thước sự chênh lệch đã khiến cho cái chiếc Galaxy S7 cầm trong tay tốt hơn. Thứ hai là về bảo vệ của cái màn hình mặt trước. Mình đã đi dán cái chiếc Galaxy S7 nhưng mà thất vọng cái tràn trề vì nó là một miếng dán dẻo, chẳng bán được mấy hôm là tức đã bong ra. Galaxy S7 bây giờ các bạn ra hàng tìm cường lực dán dễ ẹc. Rồi Galaxy S7 mình đã tham khảo qua, giá bán cường lực sắp tới có khả năng là 250 một miếng, khá cao. Và hơn nữa cái miếng cường lực đấy các bạn biết không, nó sẽ dán trùng với màu của cái này luôn. Nó không phải là cái miếng trong suốt đâu, mà nó sẽ ôm cả với trùng màu của máy và trông mất đi cái sự cao cấp của cái chiếc điện thoại của mình. Nhìn chung là nếu các bạn muốn có một điện thoại lâu dài bảo vệ, ít ra sau này còn đi bán lại hay các bạn muốn giữ gìn, thì các bạn mua Galaxy S7 này dễ bảo vệ hơn. Miếng dán thứ nhất là vừa rẻ, dễ mua. Còn S7 khó dán và cũng như là cái mức giá nó sẽ cao hơn, tùy theo các bạn là có muốn giữ gìn hay không. Cái nữa là mình cho rằng cái chiếc Galaxy S7 thì đã dư sức cái nhu cầu của chúng ta rồi, vì màn hình cong này sau một thời gian sử dụng mình cho rằng Samsung đã làm cho nó hiệu quả với nhiều tính năng hơn. Nhưng mà nói là để là nó sẽ hữu ích để phụ thuộc hẳn vào nó thì mình cho rằng không. Hiện tại Galaxy S7 cái thứ duy nhất mình nhớ đó là mình vuốt từ cạnh ra để truy cập nhanh các ứng dụng hơn, tức nghĩa vào Facebook và vào Instagram. Thật ra điều đấy thì có lẽ các bạn chỉ cần một phần mềm thứ ba cài vào, vuốt từ thanh báo động thái xuống, có một đống cái menu ứng dụng cho các bạn lựa chọn, thế là xong, cũng không có gì đặc sắc. Còn lại những như là danh bạ nhanh hay các thứ thì mình cho rằng là bản thân mình đã dùng rất lâu từ S6S đến thời điểm hiện tại chưa thấy cần lắm. Thành ra với cái tầm tiền mình bỏ ra mua một màn hình cong thì mình sẽ mua chiếc S7 này sẽ tiết kiệm được khá khá. Những yếu tố còn lại như là về những cái tính năng như chống nước, về camera, về các tính năng nổi trội bên trong thì y chang nhau. Thành ra bây giờ là các bạn sẽ cần đó là dung lượng pin lớn hơn. S7 có cục pin khá to, chênh hơn hẳn so với chiếc Galaxy S7. Và ngoài ra thì sản phẩm này có màn hình 5.5 inch, khả năng khi xem phim, lướt web, chơi game đều đã hơn so với màn hình 5.1 inch. Xong, chỉ như thế, các bạn sẽ bỏ tiền ra để sở hữu một cục pin lớn hơn và một màn hình lớn hơn được cong. Còn lại nếu các bạn không cần yếu tố đấy thì mình cho là nếu mua Galaxy S7, gọi điện, cầm nắm trong tay, mọi thứ đều rất dễ chịu và thoải mái, cũng như là dán màn hình thì rất là dễ dàng. Vậy thì theo các bạn sẽ mua sản phẩm nào, có thể bình chọn để mình tham khảo xem là sẽ bao nhiêu người mua cái sản phẩm độc lạ hay là cần vừa đủ thôi, không cần giao mổ trâu để giết bò. Thôi giết bò thôi cũng được. Các bạn có thể tham khảo giá bán tại website xtmobile.vn và để lại bình chọn ở bên dưới. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Mình thì sẽ mua S7 Edge.